Xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin gửi đến em một clip test đôi loa Pioneer cổ 63D cho bác khách ở thành phố Tân An Long An. Thì bác khách đã đặt cái đôi này rất là lâu. Thì tới bữa nay thì em mới về, mới xong xuôi mới về cho bác, thì bác cũng hối em test và giao hàng. Thì hôm nay em cũng có về ba cái con giải mã, ba chức năng của Sony. Thì ba con này là khách đã chốt trước hai con, chỉ còn một con duy nhất ha. Anh em nào muốn sở hữu nó thì hãy nhanh tay gọi về cho em ha. Thì giờ em sẽ đi cận cảnh đến đôi lo và giới thiệu cho anh em biết cái dòng sản phẩm này. Đây, lo này là lo cổ cho nên nó xài gỗ lạng ha anh em ha. Thùng nó rất là nặng ha. Rất là đẹp, lo rất là đẹp góc cạnh. Này, cái em này cũng rất là đẹp góc cạnh. Nhưng mà khi vận chuyển về nè, nó cũng xước một miếng nè anh em. Đó. Em cũng có khách rồi, khách rồi, ok không sao. Cái lưới mắt cáo của thằng Pioneer nó đẹp hơn của thằng Sansui. Nó rất là dày. Đây, giờ em sẽ tháo mặt nạ nó ra đây. Anh em đợi tí, nó còn dính ốc nha. Đây, và nó là cái nội thất của nó đây. Thì cái em này được so sánh với thằng 99A màn FP, nhưng mà 99A FP thì lọc độ nó ra thì nội thất nó rất đẹp, còn em này thì lọc độ nó ra nội thất nó không được đẹp lắm, nhưng mà nó rất là gấu. Nó gấu ha. Thì nó có hai cái mic, hai cái siêu trep ha, và một cái trep còi bằng gan rất là nặng. Bát là bát 40 ha, gần xếp tẩm dầu đó anh em. Rồi thì nội thất nó vậy thôi, nhưng mà trong giới audio chơi âm thanh cổ thì người ta lại so sánh thằng 63D này, nó chất âm nó giống như là thằng CSF99 á, 99A ha. Nhưng mà cái giá thành của 99A thì gấp đôi nó lực, quá cao ha. Thì phần đôi này thì trưng bày rất là đẹp ha. Bác khách này cũng lớn tuổi rồi, sáu mấy bảy chục mùi chục tuổi rồi, cho nên bác muốn bác cũng bán bàn ghế đồ cổ nên bác phải muốn có cặp loa cổ hay để trưng bày. Thì em cũng nói sơ lược thì cái loa cổ này á, thì anh em mình nghe cái tiếng nó mộc là nó thật, chứ không phải như cái loa, những cái loa đời mới sau này là tiếng bass nó đục quất, nó đánh vô là inh đùng bình đùng, nó mạnh, bass nó mạnh. Còn này nó rất, bass rất nhẹ nhàng ha, chứ không phải như những cái loa đời mới là bass nó quất mạnh, nó đánh mạnh giống đại khái vậy thôi, audio vậy á. Thì không phải nha anh em, đừng có lầm tưởng qua cái kia ha. Nó thì thiên về chất âm, chất âm của tiếng mic viễn trung của hồi xưa á. Thì cái này mà kết hợp với cái đầu băng cối đó ha, thì tiếng quá hay. Vậy là em đi xin đi tới quay gần cảnh nha những em giải mã. Em về hôm nay. Đây là Sony ha, đây là học CD nè, MD ha. Rồi em đây mà hát giải mã nha. Đó, con này là con MXDD2 ha, MXDD2. Còn hai con dưới MXD40 ha, hai con 40 là có chủ rồi anh em ha. Chỉ còn một con này thôi ha. Thì ba con này đều giá là 6 triệu một con, không remote nha anh em. Mỗi chức năng đều hoạt động tốt hết ha. Bây giờ em chỉ còn một con ở trên thôi. Thì em đang hát giải mã. Bây giờ em sẽ cho anh em xem sơ lược về cái con này ha. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thanh thang. Nó anh em thấy cái đồng hồ nữa không? Nó chia hai bên, một bên là CD và một bên là MD và giải mã ha. Nó riêng, hai đàn nhảy riêng ha. Đó, bên đây nó nhận bài đó ha. Giờ em stop nè. Không chơi giải mã mà nó chơi CD, em chỉ cần bấm bên đây. Nó lay bên CD thôi.
nghe tiếng của đồ lò này rất là ấm áp ha. Bít tép này rất là rõ ràng. Giờ này cũng 9 giờ rưỡi đêm, khuya rồi ha. Em đang lấy tín hiệu sức của con này xuống cho con này hát nè, để test giải mã nè ha. Anh em thấy mặt mũi đó rất còn rất là đẹp ha, hàng bãi về mà nó vậy là đẹp. Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga. Đây em test lo cho bác luôn ha. Lo thì cái chất âm cổ thì như vậy là rất hay theo em, chứ em dám nói theo ai anh em ha. Giờ em sẽ stop đây ha, rồi chuyển qua MD. MD thì em đang có để MD dẫn dụ sẵn, em chỉ cần bấm play thôi, mình không cần làm gì nữa ha. Đó, chức năng của Sony thì cho nó chất âm nó hay hơn theo em. Nó sẽ rất hay hơn là con Marantz 6200 ha. Rồi thì bây giờ em đây là chức năng của MD, CD đã test MD đây. Giờ tới chức năng của giải mã. Thì nó có cái nút input ở trên cái mặt ha. Con này input thì nằm đây. Rồi con này input nằm đây. Ha. Để em làm cho rõ anh em dễ thấy đó. Anh em để ý cái chữ nhỏ xíu optical ha, có serial nè, CD nè, analog nè. Dạ, mình chọn optical rồi bấm nút red là sẽ lấy tín hiệu từ giải mã ha. Hôm nay tín hiệu giải mã em sẽ lấy từ cái con PC của nhà em ha. À, hồi chá anh em không thấy ha, đó. Lấy tín hiệu giải mã ha. Đêm nào sương rơi rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt, hỏi hoài hơn hờ sẽ nao.
rất là ấm áp ha, lo lo tiếng rất là ấm áp, và cái tiếng tiếng trung nó rất là trung thực anh em. Thì thiết kế của kỹ sư ngày xưa là người ta thiên về dãy trung và dãy cao ha, cái từ người ta nghe mộc rất là nhiều ha. Thì hôm nay không có âm ly gì dữ dội nên em ghép với con âm ly cỏ xanh xuôi SAX350D ha. Anh em thấy không, cái đầu ở dưới mình không có cho tín hiệu vivo rồi tự động nó nhắc nhở của mình ha, nhắc nhở mình cho tín hiệu vào ha. Anh em thấy logo nó quảng cáo rất là đẹp ha. Thì cái đầu giải mã còn lại này là em bán với giá là 6 triệu đồng. Thì chức năng hoạt động hoàn hảo, không remote nha anh em. Thì con này không có xài remote. Thì giá của nó là 6 triệu đồng. Anh em hãy nhanh tay liên hệ về số điện thoại 0164361 2345 gặp em để sở hữu đầu còn lại ha. Ba chức năng của Sony nha anh em: CD, MD và giải mã. Xài rất là dày ha, dày hơn Marantz. Rồi em xin kết thúc clip tới đây. Thì xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh của em để cập nhật những clip tiếp theo. Xin cảm ơn.